chào tất cả các bạn, mình là Mẹ Nghé. Hôm nay mình được hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong khóa học bánh mì Bryos, hay còn được biết đến bằng tên thân mật hơn ở Việt Nam, đấy là bánh mì hoa cúc. Trong khóa học này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai loại bánh mì Bryos phổ biến nhất, đấy là Bryos Classic và Light Bryos. Thì Bryos Classic thì khá là xa lạ với các mẹ ở Việt Nam, nhưng mà bánh mì Light Bryos thì khá là phổ biến, hay còn được biết đến với loại bánh mì Harry Bryos rất là nổi tiếng của nước Pháp. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta hay gọi đấy là bánh mì hoa cúc, và hầu hết các loại bánh trên thị trường chúng ta đang được ăn hiện nay thì đều là Light Bryos, hay còn được gọi là bánh mì hoa cúc. Còn một loại ít phổ biến hơn đấy chính là Bryos Classic, được biết đến với hàm lượng bơ trứng rất là cao, hoàn toàn không sử dụng chất lỏng trong quá trình đánh bột, đấy là Bryos Classic. Thì sau đây thì chúng ta sẽ vào khóa học để xem hai loại này khác nhau như thế nào nhé.